Xin chào quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Liên quan đến sức khỏe của bé gái DNA ở Thạch Thất, Hà Nội bị người tình của mẹ đối xử tàn độc, găm đinh vào đầu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sáng ngày 16 tháng 2, theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Sanh Pôn, tới thời điểm hôm nay, bệnh nhi vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi. Về tình hình sức khỏe cháu bé, theo bác sĩ Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, bé đang trong tình trạng rất nặng, vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh. Đại diện bệnh viện cũng cho hay, theo báo cáo của bác sĩ điều trị, hiện tại bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, tiên lượng dè dặt. Phía bệnh viện cũng đã trao đổi về tình trạng sức khỏe của bé tới gia đình. Trước đó, gia đình bé A cho hay hiện bố của bé đang trực tiếp ở bệnh viện phối hợp với các y bác sĩ chăm sóc cho con. Gia đình cũng cho biết hiện cháu vẫn chưa tỉnh và chưa rõ thời điểm nào có thể tiến hành phẫu thuật gắp các đinh ở trong đầu ra khỏi. Tôi ngày nào cũng cầu khấn tổ tiên mong cho cháu tỉnh để làm phẫu thuật. Qua được kiếp nạn này, tất cả giờ chỉ xin trông mong vào các y bác sĩ. Ông Đỗ Hữu Trức, ông nội của bé A chia sẻ. Một nguồn tin của gia đình cũng cho hay mẹ của bé A hiện vẫn đang sống ở nhà trọ tại xã Cần Kiệm, Thạch Thất.